Quay sang tin khác thì hàng ngàn người đến tòa đại sứ Nam Hàn xin visa để xuất cảnh lao động, tin đến từ Hà Nội. Báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 4 năm 2019 loan tin, nhiều ngày nay, hàng ngàn người từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đang phải vật vã xếp hàng bên ngoài tòa đại sứ Nam Hàn ở Hà Nội, chờ xin số thứ tự để được phỏng vấn cấp visa sang Nam Hàn làm thuê. Mặc dù người đứng xếp hàng đông nghẹt, nhưng nhân viên tòa đại sứ chỉ có thể phát phiếu thứ tự cho khoảng 200 đến 300 người trong một ngày. Do đó phải dậy sớm đến xếp hàng chờ từ lúc 3 đến 4 giờ sáng, nhưng do lượng người quá đông nên họ chỉ biết chờ đợi trong sự mệt mỏi và cầu mong may mắn sẽ đến với mình sớm. Anh Vũ Đức Phan, quê ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cho biết, anh đã lên Hà Nội chờ 4 ngày nay, ngày nào anh cũng xếp hàng từ 3 giờ sáng, nhưng anh vẫn chưa thể xin được số thứ tự. Anh Phan cho biết, có những người còn xếp hàng chờ cả tuần nay, họ phải thức trắng đêm để giữ chỗ. Tuy nhiên thì có được hay không thì nó còn phụ thuộc vào sự may rủi chứ không còn gì là chắc chắn. Đại diện của tòa đại sứ Nam Hàn cho biết hiện có khoảng 1.000 đến 2.000 hồ sơ nộp vào tòa đại sứ để xin visa. Vì vậy, bộ phận giải quyết visa của tòa đại sứ bị ứ động. Nguyên nhân được ông Park Jong-seong, đại diện văn phòng tòa đại sứ cho hay, có thể do những tin đồn về việc Nam Hàn thay đổi chính sách visa 5 năm cho công nhân ở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng trong tháng 4 này, nên nhiều người đã đổ dồn về Hà Nội để xin visa.